Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến nhà của em Bối để qua giới thiệu cho quý vị và các bạn một số mai ha. Dán lát đẹp ha. Để thì củ nở to to không ha. Hai hàng thẳng tắp luôn. Đây, chào Bối. Dạ, chào anh ạ. Dạ, xin chào các cô chú các bác trên mọi miền Tổ quốc. Thì hôm nay con tiếp tục về Lô Mai Phôi. Mong cô chú các bác ủng hộ. Thì con hình thức của con vẫn như cũ là bao sóng bao ship toàn quốc ạ. À. Dạ, con vô cây số 1 luôn ạ. Rồi, mã số 1 nha quý vị. Rồi, chiều cao em nó. Dạ, số 1 chiều cao là 60. Rồi, 60. Rồi, hoành luôn. Dạ, hoành thân là 17 ạ. Rồi, 17 hoành. Rồi, để quý vị. Để đẹp ha. Rồi, giao lưu nhiêu đen? Dạ, mã số 1 giao lưu giá là 800 ạ. Rồi, 800. Rồi, xuống cây. Rồi, tiếp tục luôn. Mã số 2. Rồi, chiều cao. Số 2, chiều cao 97. 97. Hoành luôn. Hoành thân 21 ạ. 21, xây xây luôn em. Rồi, vô để em nói luôn nha quý vị. Rồi, giao lưu nhiêu đen? Dạ, mã số 2 giao lưu 1 triệu ạ. Rồi, 1 triệu. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số 3. Rồi, chiều cao. Mã số 3 chiều cao 60. 60. Rồi, hoành luôn. Hoành là 25 hoành ạ. Rồi, 25. Rồi, để rồi quý vị. Rồi, giao lưu như đem. Mã số 3 giao lưu là 1 triệu rưỡi ạ. Rồi, 1 triệu rưỡi. Rồi, xuống cây. Mã số 4 luôn. Rồi, chiều cao. Số 4 chiều cao 70. Rồi, hoành luôn. Hoành là 23 hoành ạ. 53, rồi. Để quý vị. Rồi, giao lưu như đây. Dạ, mã số 4 giao lưu với giá 1 triệu 6 ạ. Rồi, 1 triệu 6, rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo luôn. Số 5 ha. Rồi, chiều cao luôn. Chiều cao 77. Rồi, 77, hoành. Hoành thân 22 ạ. 22, rồi xây xây luôn. Rồi, dù đế luôn. Nó giúp lụa ở đây mà nó lành nè. Rồi, giao lưu nhiêu em? Dạ, mã số 5 giao lưu 1 triệu ạ. Rồi, 1 triệu. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo luôn. Số 6 ha. Rồi, chiều cao. Số 6 chiều cao 70. 70. Rồi, hoành. 25 hoành ạ. 25. Em này mình thấy có vết lũa đúng không? Có vết lũa. Lũa ngay đây ha. Đó. Rồi. Xây tiếp luôn. Rồi, giao lưu nhiêu đem? Dạ, mã số 6 giao lưu giá 800 ạ. Rồi, 800. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số 7 luôn. Rồi, chiều cao. Phải chiều cao 80. 80. Rồi, hoành luôn. 28 hoành ạ. 28 ha. Rồi, để luôn quý vị. Rồi, giao lưu như em. Dạ, mã số 7 giao lưu 1 triệu rưỡi ạ. Rồi, 1 triệu rưỡi. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số 8 luôn. Rồi, chiều cao. Chiều cao 91. 91. Hoành luôn. 26 hoành. 56. Rồi, để luôn quý vị. Rồi, giao lưu như đêm. Mã số 8 giao lưu 1 triệu 7 ạ. À. Rồi, 1 triệu 7. Rồi, xuống cây. Số tiếp theo luôn. Số 9. Rồi, chiều cao. Số 9, chiều cao 90. Rồi, 90 cao, hoành. Hoành 24 hoành ạ. 24, đúng luôn. Rồi, giao lưu như đêm. Mã số 9 giao lưu 1 triệu 2 ạ. Rồi, 1 triệu 2. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số 10 luôn. Số 10, chiều cao. Chiều cao 91. Rồi, 91. Rồi, hoành luôn. Rồi, 25 hoành ạ. Rồi, xây xây luôn. Rồi, xuống đế luôn rồi quý vị. Rồi, giao lưu nhiêu đêm? Dạ, mã số 10 giao lưu 1 triệu 9 ạ. Rồi, 1 triệu 9. Rồi, xuống cây.
Rồi mã số 11. Rồi chiều cao luôn. Chiều cao là 109. Rồi 109 hoành. Đầu hoành 27 hoành. Rồi xoay xoay luôn. Đấy, cành cũng đều ha. Đế cũng đều luôn. Rồi cho luôn như đem. Giờ mã 11 cho luôn 2 triệu ạ. Rồi 2 triệu. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo luôn. 12 ha. Rồi chiều cao em nói luôn. 12 chiều cao 97. Rồi hoành 25 hoành ạ. Rồi xoay xoay luôn. Rồi vô đế em nói luôn. Để nơm ha, cọc to không. Rồi cho luôn nhiêu đem. Mã 12 cho luôn 1 triệu 6 ạ. Rồi 1 triệu 6. Rồi xuống cây luôn. Mã số 13 luôn. Rồi chiều cao. Chiều cao 108. Rồi hoành luôn em. Dạ hoành 29 hoành ạ. Rồi 29 hoành luôn. Hoành cũng to ha. Rồi để ha. Rồi giao luôn nha em. Dạ mã 13 giao luôn 1 triệu 9 ạ. Rồi 1 triệu 9. Rồi xuống cây luôn. Rồi tiếp tục luôn. Mã số 14. Rồi chiều cao. 4 chiều cao 104. Rồi hoành luôn em. Dạ hoành 24 ạ. Rồi xoay xoay luôn 24 hoành. Rồi để luôn. Rồi giao luôn như đây em. Dạ 34 giao luôn 1 triệu 2 ạ. Rồi 1 triệu 2. Rồi xuống cây. Rồi tiếp tục luôn. Mã 15 luôn. 15 này quý vị. Rồi chiều cao luôn. 15 chiều cao 66. 66 hoành. Dạ hoành 22 ạ. 22 hoành. Rồi để. Rồi giao luôn như đem. Dạ mã 15 giao luôn 1 triệu ạ. Rồi 1 triệu. Rồi xuống cây luôn. Rồi số tiếp theo 16. Chiều cao 76. Rồi 76 hoành luôn. Dạ hoành là 24 hoành ạ. 24. Rồi để đây. Rồi giao luôn như đem. Dạ mã 16 giao luôn 1 triệu 2 ạ. Rồi 1 triệu 2 xuống cây. Chiều cao 125. Rồi thay cành đều quá ha. Rồi hoành thân 22 ạ. Rồi này mã số mấy đây em? Cái này mã 17. 17 à, này mã 17 ạ. Rồi thay cành đều ha. Rồi để đây giao luôn nhiêu đem. Dạ mã 17 giao luôn 1 triệu 4 ạ. Rồi 1 triệu 4. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo 18 ha. Mã 18 chiều cao 100. Chẳng 100 ạ. Là 1 mét ạ. 1 mét 30 hoành. Rồi hoành 30. Hoành 30 cũng to đấy ha. Để nè. Rồi giao luôn nhiêu đem. Dạ mã 18 giao luôn 1 triệu 2 ạ. Rồi 1 triệu 2. Rồi xuống cây luôn. Rồi tiếp tục mã số 19 luôn. Đây, mã số 19 ha. Chiều cao. Chiều cao 59. 59 hoành luôn. Hoành 24 hoành ạ. 24. Rồi để em nói luôn ha. Rồi giao luôn nhiêu đem. Dạ mã 19 giao luôn chẳng 1 triệu ạ. Rồi 1 triệu. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo luôn. Số 20 ha. Rồi chiều cao. Chiều cao 89. Rồi hoành thân 20 ạ. Rồi xoay xoay luôn. Tay cành đẹp ha. Dáng bẻ lắc cũng đẹp luôn. Đế cũng đẹp luôn nè. Rồi giao luôn nhiêu đem. Dạ mã 20 giao luôn 1 triệu 2 ạ. Rồi 1 triệu 2 thôi quý vị. Rồi xuống cây luôn. Rồi mã số 21.
Mốt này ủ đế này cũng dữ ha. Mốt chiều cao 87. Rồi, thay cành cũng đẹp nè, dáng cũng đẹp luôn quý vị. Ở hoành thân nhiều. Như em. Hoành thân 20. Rồi. Đế quý vị. À. Vậy, đế cũng đẹp quá ha. Giao luôn nha em. Dạ, mã này giao luôn 1 triệu 7 ạ. Rồi, 1 triệu 7 ha. Rồi, mã số 21 xuống cây. Tiếp tục. Nặng nha, mã số 22. Rồi, mã số 22, chiều cao luôn. 22 chiều cao 63. Rồi, hoành luôn. Dạ, hoành 32 ạ. Rồi, 32 hoành. Rồi, đế luôn. Rồi, giao lưu nhiêu đêm? Dạ, mã 322 giao lưu giá là 3 triệu 6 ạ. Rồi, 3 triệu 6. Rồi, xuống cây. Nặng. Mã số 23. Rồi, cao luôn. 23, chiều cao 112. Rồi, 112. Bao nhiêu em? Hoành là 34 ạ. Rồi, xây luôn. Tay cạnh đều quá nè ha. 34 hoành. Tay cạnh đều. Đế luôn. Đế một củ luôn. Rồi, giao lưu nhiêu đêm? Dạ, mã 23 xin giao lưu giá là 3 triệu 8 ạ. Rồi, 3 triệu 8. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo luôn. 24 ha. Rồi, cao luôn. Chiều cao 109. Rồi, hoành. Hoành 29 ạ. Rồi, xe luôn em. 29 hoành nha quý vị. Tay cạnh cũng khá quá nè ha. Rồi, đế luôn. Đế nôm cộng lực ha. Rồi, giao lưu như đêm. Dạ, mã 24 giao lưu với giá là 2 triệu rưỡi ạ. Rồi, 2 triệu rưỡi. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số 25. Rồi, chiều cao luôn. 25, chiều cao 102. Rồi, tay cạnh đẹp ha. 28 hoành ạ. Rồi. Đế luôn à, quý vị. Đế sẽ đẹp luôn nè. Rồi, giao luôn nhiêu đêm? Dạ, mã 25 giao luôn với 2 triệu 1 ạ. Rồi, 2 triệu 1. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số 26. Cao luôn. Chiều cao 122. Rồi. Hoành thân là 30 ạ. Rồi, 30 hoành. Tay cành đều luôn ha. Đây, có củ đế bự chảng còn giò. Đó. Rồi, giao lưu nhiêu đêm? Dạ, mã 26 giao lưu với giá là 1 triệu 7 ạ. Rồi, 1 triệu 7. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số 27 ha. Chiều cao luôn. Chiều cao 60. Rồi. Hoành thân 23. Rồi, đó trên đó 23. Ở dưới thì nó nở to quá ha. Củ nở. Đế thì cũng đều bốn mặt ha. Rồi, giao lưu như đêm. Dạ, mã 27 giao lưu chẳng 2 triệu ạ. Rồi, 2 triệu. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số tiếp theo luôn. 28 ha. 8. Chiều cao 74. Rồi. Hoành 29 hoành ạ. À. Rồi, 29 hoành. Dáng lắc đẹp ha. Giót đọt luôn. Tay cành đoạn dưới mập mập ha. Đây, đế nè. Trải đều bầu hết trơn ha. Rồi, giao luôn như đêm. Dạ, mã 28 giao lưu giá 2 triệu 6 ạ. À. Rồi, 2 triệu 6. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số 29 ha. Chiều cao 92. Rồi, hoành luôn. À, 23 yếu tính 22 ạ. Rồi, 22 qua. Rồi, xuống đế luôn. Cụ đế đang thay da hay gì đây? Không sao, đó mới lớp da ngoài chứ không ảnh hưởng gì tới xương thịt ở trong ha. Rồi, giao luôn như đêm. Dạ, mã 29 giao luôn 1 triệu 9 ạ. Rồi, 1 triệu 9. Rồi, xuống cây. Rồi, 30 ha. Chiều cao luôn. 102. Rồi, 102.
Rồi. Xuống đế luôn. Rồi, giao luôn như đem. Dạ, mã 30 giao luôn 1,5 triệu ạ. Rồi, 1,5 triệu. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số tiếp theo, 31. Rồi, 31 cao luôn. 126. Rồi. 29 yếu tính 28 ạ. Rồi, 28 của anh ha, tay cành đều. Đế dưới thì cộng nậu này. Bự bự không ha. Tay cành thì cũng lực nè. Giao lưu như em. Rồi, mã 31 giao lưu giá 2,3 triệu. Rồi, 2,3 triệu. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số tiếp theo luôn. 32 ha. Rồi, cao luôn. 130. 130. Hoành. Hoành là 26 hoành ạ. 6. Rồi, tay cành cũng đều nè. Rồi, xuống đế luôn. Đế cũng đẹp ha. Đây đặt ha, đủ ha. Rồi, giao luôn nha em. Rồi, mã 32 giao luôn giá 2,8 triệu ạ. Rồi, 2,8 triệu. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo. 33 ha. 33, chiều cao 106. Rồi, hoành luôn. 25 hoành ạ. Rồi, xoay xoay luôn. Hoành 25. Tay cành cũng đều ha. Rồi, đấy. Đấy cũng nhìn cũng đẹp mắt đây hả. Rồi, giao luôn như em. Dạ, mã 33 giao luôn với giá 1,5 triệu ạ. Rồi, 33 có 1,5 triệu thôi. Rồi, xuống cây luôn. 34. Rồi, 34, 34 chiều cao. 34 chiều cao tầm 1m4. Rồi. 25. Rồi, hoành luôn. Tay cành đều ha. Rồi, đế luôn. Đế còn to luôn. Đều bầu. Rồi, giao luôn như đem. Mã 34 giao luôn với giá là 2,6 triệu ạ. Rồi, 2,6 triệu. Rồi, xuống cây luôn. Mã 34. Rồi, tiếp tục mã 35. 35 mã số cuối clip. Rồi, chiều cao. Chiều cao 140. Rồi, 140. Hoành luôn. Hoành 27 hoành ạ. 27 ha. Rồi, xây xây luôn. Đế của gì? Đế cũng đẹp ha. Giao luôn như em. Dạ, mã 35 giao lưu với giá là 2,4 triệu ạ. Rồi, 2,4 triệu. Mã số 35. Rồi, xuống cây. Rồi, cảm ơn quý vị rất là nhiều đã dành thời gian theo dõi đến kết thúc clip ha. Thì trong quá trình xem quý vị thích cái nào hoặc là thích nguyên cái lô này thì cứ mạnh dạn alo em bói. Nếu quý vị chốt nguyên lô thì có cái giá trị yêu thương hơn ha. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại quý vị mình clip sau.